Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em đưa các bác vào xem mấy chú chó săn, nhưng lại không bắt được anh em ạ. Họ đòi cái giá cả rất là cao nên là mình cũng không rõ là con chó nó có làm việc được hay không. Đấy thì vì là chó cái thì họ đòi 6-7 triệu thì mình bó tay rồi anh em ạ. Để đưa các bác vào xem những cái video mà cú đã quay được lên. Nếu mà anh em ai có nhu cầu ai mua được thì hãy liên hệ qua cho cú để cú lấy thông tin cho anh em. Mấy chú chó này thì cũng có mẹ thì cũng khá là đẹp, nhưng mà theo đối với cú thì có mẹ thì còn non thì cũng bắt được, nhưng mà từng đến cái cỡ mà bây giờ nó đã bị như kiểu đằng sâu tụt lông, nó bị ghẻ ghẻ hết cả lông rồi thì tầm cái cỡ đấy là chắc cũng già được, không sử dụng được anh em ạ. Cú đã mở cái răng để xem hết thì răng coi như là gãy hết sạch anh em ạ. Nhờ gãy hết răng, răng hàm mặt này đi hết sạch, còn mấy cái bốn cái nanh to kia thôi. Thì anh em ai có nhu cầu mua hai con cái tơ thì ới cho cú nha. Không biết là hơi lạnh có ok không, nhưng mà thấy chủ cũng bảo là hơi lạnh cũng tốt. Nhưng dòng chó này thì cũ nhìn thì cũng không 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 đoán được ra, cũng chỉ kém mấy con mẹ một chút thôi, nhưng mà con mẹ thì bây giờ là đã quá già rồi, mình mang về thì cũng không sử dụng được nên là cú cũng không dám bán anh em ạ. Thì video này cú xin ngắt lại tại đây, xin chào tất cả các bác nhé. Đấy, cú đang bây giờ đang đứng ở ngay bờ đường, đồ vết đang chạy ẩm này. Anh em có nhu cầu rồi các loại chó sang cầy sang ấy thì anh em có thể ới cho cú nhá. Hoặc là anh em không không cảm thấy không tin tưởng thì trực tiếp lên nhà cú để test chó sang cũng được, để lên test dòng chó sang của cú xem thế nào. Tôi sẽ dành chút thời gian để đưa anh em vào nhá. Bye bye. Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Hiện tại em đang đi có mặt ở tại đất Bắc Quang, đang vào xem một đàn chó săn hóa săn heo của anh em người Mông ở đây. Đặc biệt khu này là toàn anh em người Mông nhé, người Mông nhiều nhé. Em đưa các bác vào xem những video tiếp theo. Hôm nay em chủ yếu em vào xem thì có khi để ưng ý thì em bắt, mà giá hợp lý thì em bắt được thì em bắt luôn, không ưng ý là có thể để vào đấy để anh em cùng tham khảo giá cả nhá. Một con chó cái mà chuyên môn về hóa với heo thì họ cũng bảo hơi ngội ghê, cũng hơi cũng gọi là khá là ok. Thì là hôm nay em sẽ đưa các bác vào xem nhá. Các bác hãy đăng ký ủng hộ cái video tiếp theo của em nhá. Ở sông quen này toàn là thôn bản của người Mông nhá. Đấy. Hôm nay thời tiết ở đây khá là đẹp, trời nắng rất là đẹp. Mình đi vào đâu tuyển chó săn thì nó cũng đơn giản cho anh em thôi các bác ạ. Đấy, chuẩn bị đến nhà có chó rồi nhá các bác nhá. Đấy, đến sông quen này toàn người Mông. Vào xem mấy chú chó săn của mấy thợ săn ở khu này nhá. Nãy là tục nãy gần nãy 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 tục tục thời gian nhóm á chị ơ chú tuần nãy là thôi là tự nhiên thấy lòng nhau mà có sẽ cần dễ còn nó sẽ lúc bằng hết rồi, lúc hết rồi. Xem gì xong nhá bà cả.
cho chó hả? Rồi luôn hay là chạy cho chó được. Cho chó hay là? Hả? Cho hay là? Cho chó hay thì nó thì là, nó bị trộn. Cho chó hay? Chứ? Chúa sẽ, chứ là sao hết thôi mà chẳng hả? Chế một tương lai mà chứ. Chế nhìn à? Nhớ đếp đi đấy xuống mà. Tôi hay xem chân là tôi xem chân là chưa làm việc chứ chưa bóc gạo chết đấy nè tôi gặp tôi gắn nó giới tạo dĩ xuống à giờ thì á giờ đó nó yêu thế đã lập thì hai chúng này sẽ qua kinh chỉ tàu mà chế cái lô cá thì na lê chậm một tháng khô sinh nhang cả thằng nghe bớt thằng nào bớt chút đó nè bớt chút mà giờ đi ăn thay ờ bớt được ăn thay là cả cái chú chờ cái chậm một ơi lửa xe tôi chào lưới thầy thầu tôi chào mà chào à đấy mà mong một tí thôi cái lấy chúng tí lo đấy chúng mong mà lấy chính nó chọn đôi chọn lo ha à ở tí cái là ô ô lấy lúc chúng mà mình lấy vào đấy à có tầm một câu này ô ta cho rằng bố cho tôi một thì lấy lắm à cho nhau cái học cụ trả chút to rồi cho rằng bố yêu yêu mùa yêu mùa xuất 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 đẹp quá nhỉ nhưng mà non như này hơi non cô nhìn nó còn nón khỏe này luôn anh rồi bây giờ sợ nơi nó không sống ấy nó còn non nó, nhìn nó còn non quá xem mấy con đực ba con đực ba con cái năm đực ba con cái à chắc là ba con này con nào được chứ ấy con này được con này con được được này con này con được à ừ. Con này được con kia con được này con này cái này con kia được ba con được ba con cái ba con được cùng màu nữa. Màu đáng thích cái màu này đấy màu này đẹp lắm nhưng mà mày cho nó mấy hộp cơm cho nó ăn cho túi xem nó còn nè còn hơi non chạy còn thích lắm mày còn không muốn bán phải không cún con này nó tiếc đang giữ cu nhà này cũng thế đâu đang thằng đang có đằng chó con này bán nó nào nghe nào bảo bán nó giữ không cho bán nó giữ nó cho bán bây giờ nó cho ai kia đúng rồi ấy đẹp cháu đang thích cái màu vẹn này mua về nuôi ấy, nhưng mà chắc phải tận tuần nó lớn lớn một tí ban non quá mang về quài nó không có con không sống được đâu cô ạ ăn cơm thì ăn rồi nhưng mà cái này còn non nó chưa đủ cái thời gian bắt nó còn hơi non để tầm một tuần mà ấy cháu thì xuống nhiều người dặn lắm. Cháu xuống qua được còn thì cháu bắt tất cả thằng bởi vì bên nó còn non quá non này thì về nó không sống được thì khổ cái này chắc được 3 tuần không cũng để lâu rồi đấy 3 tuần đi chết cả. Nhìn nó non quá non lâu lắm rồi. Lâu rồi. 3 tuần là trời lắm này nhìn non lắm nó theo màu con mẹ đấy nhỉ này như con này cũng đẹp này con này con được con cái con được à đây.
Như này nó được cái chắc được giống được con bố là con bố tay có cục không mà mấy con nhìn cục thế nhỉ? Hello, xin chào tất cả các bác nha. Mình mấy hôm nay thì cũng đi vào tìm chó sang suốt mà chưa bắt được con nào ý các bác ạ. Đấy, hiện tại là mình lại tiếp tục phải coi cái tơ của mình cho anh em cùng theo dõi nha. Anh em ai thật sự đam mê thì rước em này về mà để sang bắt nha anh em nha. Để nhân giống được. Đây đang phơi này, đang phơi em vện hơi nguội này này. Đấy. Phơi xong em vện này cho anh em nha. Đã phơi thành công. Để cho anh em về để xăng. Đấy. Đây để cho nó đĩa đây. Đây các bác nhé. Em này vẫn chưa có chủ nhá. Vẫn chưa có chủ. Các bác nhu cầu rồi thì ới cho em. Bây giờ được con nào em ưng ý là em chuyển đến đó cho anh em. Màu này cũng khá là đẹp luôn anh em nhé. Đây. Cái này thì nhanh nhẹ luôn anh em. Quá nhanh nhẹ. Đấy. Hàng cực kỳ luôn. Tiến sủa thì cũng khá là sướng. Cái mà xoáy cái xoáy lao mà giờ xí thế của xong rồi. Cho cái bình đông đấy, ở đây đang chăn mà bình đông đấy, bỏ đi một lát có cái gì đấy. Hả? 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 Ta ăn rất rất lắm, rất lắm là con tất cả lâu. Một con tông quá hả? Hả? Nó chỉ sợ nó trắng xuống mà. Đây anh em nhá. Trời tối rồi, hôm nay đi cả ngày đến tối giờ mới về đến nhà luôn. Để em tranh thủ quay một chút cái video tiếp theo để cho anh em cùng theo dõi nhé. Trong vụ này là anh em ai kết thì chốt mấy em này về mà để đánh hơi nguội này để dẫn đàn em. Đấy, tiếng sủa rất là ok. Em thì đang đầu mùa đang còn một đống cây chưa chuyển được, đang có anh em đang cần đang vào rừng thì đang cần em mang em này đi làm video cho anh em xem tiếp theo. Đấy, ai muốn lên test thì bây giờ đang có chỗ để đi nhá. Anh em có thể tranh thủ lên, có thể ngày mai ngày kia lên là em dối em đưa anh em đi test luôn. Cho anh em xem trực tiếp hơi ngội xem như nào, là có được ưng ý của anh em không. Đấy. Đây anh em nhá. Còn cả cào này nữa này. Cái này vẫn còn chưa có chủ để dắt về nhá anh em nhá. Đấy. Các bác ơi, nhu cầu rồi thì hãy trực tiếp liên hệ qua cho em. Để em trả lời cho anh em nhá. Đấy. Cả sang kẻ cáo ok. Để cho anh em đam mê cùng theo dõi nhé.